Thưa quý vị, mới đây Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đã có công văn đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng trung tâm đua thuyền tại danh thắng quốc gia Bào Trắng. Khi đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh của nơi này, sau thành công của giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia hồi tháng 6 năm 2023. Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đánh giá đây là hồ nước tự nhiên với chiều dài là 3.700 m, chiều rộng 500 m, độ sâu khoảng 24,5 m đến 25 m, mặt nước tĩnh lặng trong sạch, không có các mỏm đá ngầm, không có các công trình thủy sản và phương tiện dân sinh đi lại, đã ứng đủ các tiêu chuẩn cơ bản về điều kiện mặt nước đối với các hoạt động tập luyện và tổ chức thi các môn đua thuyền. Tại công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn đua thuyền nhóm mạnh, Hồ Bào Trắng nếu được quan tâm đầu tư bài bản để trở thành trung tâm huấn luyện và tổ chức thi đấu các môn đua thuyền, nơi đây có thể là địa điểm lý tưởng để đăng cai tổ chức các giải đua thuyền quốc gia và quốc tế đồng thời sẽ trở thành địa chỉ tuyệt vời cho công tác huấn luyện, không chỉ đối với các vận động viên, đội tuyển của tỉnh Bình Thuận, mà cả các tỉnh miền Nam Trung Bộ, khu vực phía Nam Việt Nam và các đội tuyển đua thuyền quốc gia đến tập huấn. Việc hàng ngày trên mặt nước Hồ Bào Trắng có các hoạt động tập luyện và thi đấu sẽ làm cho mặt hồ trở nên sống động hấp dẫn và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa danh nổi tiếng nơi đây. Được biết, hiện cả nước mới chỉ có 3 địa điểm đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn là Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng khu vực nam trung bộ và phía nam nước ta chưa có địa điểm tập luyện và thi đấu các môn đua thuyền